Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vietbit. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt driver máy in Petum BM5100 ADN. Chúng ta sẽ tải và cài đặt driver cho máy tính. Copy và scan trên máy in Pentium BM5100 ADN. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của Vietbit.